con dế cơm này cả nhà. Đó, với lại một ít trùng. Chỗ này thì trùng nhiều lắm. Thì hôm nay là Tâm sẽ dùng cái mồi trùng này với dế cơm là cắm câu cá trạch. Giờ mình đi thôi. Tâm mới chặt được mấy cây này để làm càng câu cắm này. Lưỡi hôm nay Tâm xài lưỡi u này, lưỡi này để cắm cá lăng nha cả nhà. Này là Tâm làm mấy cây câu cắm lớn để cắm cá lăng. Mình xả ra mình chiến thôi. Tóm về nè, sẽ rút lại. Đây. Nước tròn quá cả nhà. Tao mới cắm được mấy cần. Nước tròn quá chừng luôn. Nhất là cái chỗ cái dòng này nè. Nè, bên đây tao cắm được một cây. Tao nín qua bên cục sậy bển mà qua không tới. Nước chỗ đó nó mạnh, nó đạp dữ quá. Ở trên đầu nguồn nó đổ về cả nhà. Đêm đầu tiên của Tâm. Bữa nay không có sản phẩm rồi cả nhà ơi. Nói chung là bữa nay là ăn cơm với lại canh chua măng với lại măng xào. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ngon lắm măng xào. Ăn tạm vậy rồi ngày mai mình lại tiếp tục chinh chiến nữa cả nhà. Hy vọng ngày mai sẽ có sản phẩm ngon hơn. Mời cả nhà nha. Nước ngang người Tâm luôn. Này nước xiết quá cả nhà ơi. Trùng Tâm để ở trong cái túi của Tâm này. Ồ nước chảy kìa. Này nước quá chừng luôn. Trời chuẩn bị mưa rồi cả nhà. Giờ Tâm tranh thủ cắm.
trời ơi, kìa, kìa. Đó, đó. Rồi, rồi, rồi. Để tầm dựng cái chân trống. Dính liền cái nhà ơi. Dướng rồi, dướng trà rồi. Cơm chay gì mũ không à? Có cá ăn rồi. Lan vàng. Quá đã luôn cả nhà nè. Bây giờ nhìn nó vàng đã không? Cái vùng miền núi này thời tiết nó thay đổi lia lịa luôn. Tầm mới giờ quay là mưa tới. Quá ngon cả nha. Đẹp ghê. Cái lăng vàng này là thịt nó ngon hơn cá lăng đỏ nhiều luôn á cả nha. Đã ta. Tâm phải bỏ cái ngạnh đó chứ để đeo trên người một hồi nữa. Nó đâm mình á. Ngon lắm. Dục cái hàng câu đâu luôn rồi. Ủa cái hàng câu tao nơi đây. Lấy trùng hai lần nữa. Quá đã cả nhà. Ê, càng này dám dính nữa kìa. Cái cọng nhỏ nó xéo qua một bên này. Chạch lấu cả nhà ơi kìa. Ủa con chạch lấu đã ghê cả nhà. Nè. Ủa. Ủa nó bự nè. Thấy hàm ghê không? Có nữa rồi. Chặt trong rừng nó vàng. Nó vàng đã ghê. Con này mà kho ngại một cái. Hai chú ơi. Đi lên nó lấy trùng. Lấy trùng nó móc lại. Đã bên này có cá ăn rồi. Ý, càng bên kia nó gục rồi cả nhà. Này, đó, đó ngay ngón tay tầm cả nhà thấy không? Lúc bển á. Bên này chưa nè. Để tâm đi thăm càng bên này luôn.
Ê, ê, cá rung hả gì kìa? Cộng dây nè. Không, không, này nước chảy rồi, nước chảy rồi. Dướng rồi cả nhà ơi. Dướng rồi. Không mò xuống coi có cá không? Ui, không rồi. Không rồi. Ờ, quẹo cái đầu lử rồi. Cái này là có cá dính nè. Để hồi tâm thay trùng, xảy rồi cả nhà ơi. Vượt qua cái hát này qua nó. Đầy gói kèm giọng đỡ nè. Nước trên đầu nguồn chảy dữ lắm cả nhà. Đây không khéo là nó trôi luôn xuống dưới. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, ui, thì quái, ôi, cái nhà, nó bự nè, rồi, móc râu hết thảy rồi, ôi, đã quá, ừ, nè, con này nãy giờ chắc nó quậy dữ lắm đây nè, ờ, nó quắn nhợ của Tâm nè, ôi, trời ơi, đã kìa con lăn đuôi đỏ, khổng lồ lăn đuôi đỏ rồi. Hơi quá cả nhà. Ui. Ôi trời. Phê thiệt, phê thiệt. À, sướng quá cả nhà ơi. À, đã ghê không? Ờ, nó bự nè. Hàng khủng. Sướng quá cả nhà. Cái hồng đó nè. Quá phơi. Giờ để Tâm Tâm ẩm nó qua. Chỗ này nước trôi dữ lắm cả nhà. Sơ hở là nó qua bên suối luôn á. Ồ, kỳ nó đã không. Nó bự rồi. Thủy quái của rừng xanh bự ghê không cả nhà, lan đuôi đỏ này là còn mấy con bự nữa. Quá đã. Lần đầu tiên, lần đầu tiên chinh phục được cá lăn khổng lồ. Con này thịt nó ngon lắm luôn cả nhà. Cái bụng nó mở nè. Ôi ui. Bụng nó nè. Đã ghê một kỳ lưng. Kỳ lưng chà bá luôn. Ở bển Tâm không dám gỡ, bị gì nước nó xiết quá. Tâm phải đem lên bờ. Em bỏ vô trong cái túi mới được. Cuối cùng cũng lên tới bờ được rồi. Ôi ôi, cái bản lưng đó kìa. Cái đầu nó bàn tay Tâm đó cả nhà. Đầu bàn tay nè. Quá đã. Thịt con này ngon lắm luôn. Em cắm bên cái lùm sậy đó kiếm cái lăng. Lăng mà không nghĩ là nó dính con bự vậy luôn á.
nắng lên nữa. Con này nó quấn hồi nãy giờ ở dưới hay gì, nó quấn ở trong cái bụi sậy á cả nhà. Gia đình mình xem nha, cho nó rõ nè. Đúng lắm, bàn tay tâm á. Quá hấp luôn rồi, kỳ đẹp ghê không. Ủa nè, mấy cái mèn nó hở nè đó. Ôi giời, con râu nữa, con râu nó phải dài cỡ một hai gang tay tâm, một gang hai gang tới cái mỏ nó. Đẹp kìa, quá đã luôn. Chuyến sau đây Tâm sẽ độ thêm cái vàng lữ của Tâm nữa. Cái lữ bữa nay đâu rồi, đây Tâm cho gia đình mình xem cái lữ. Nó chưa có vẻ bự lắm nữa, phải bự hơn nữa. Quá hấp, chờ em nó vô. Dưới ngậm này, dưới ngậm này. Ôi, bự hơn cái túi Tâm luôn rồi. Quá ngon. Đây, còn con lan vàng, con lan vàng với con cá chạch trong trong cái vỏ Tâm nè. À, còn thị quái Tâm rộng nó đây cả nhà, để mình cầm đi nó ngợp á, cái lăn này nó dễ ngợp lắm. Đó, Tâm rộng ở đây nè. Ồ, anh thở kìa. Ui, đã không? Anh quậy dữ, dữ lắm, dữ rồi nó quấn sậy với một nồi dữ. Sậy rọc cái người nó sọc 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 hết luôn nè. Trọng em nó đây đi. Vô cây. Đứng rồi. Bị ở đây nó có nước chảy cả nhà. Cùng dây nó tầm mới thấy nhịp nhịp rồi cả nhà. Đó, đó, đó. Đó, thấy không? Rồi cái này có cá dính rồi, có cá dính rồi. Có rồi, Tâm dựng cái máy Tâm xuống. Có, nó gậy vậy kìa, nó gậy vậy kìa. Lăn. Lăn nhỏ à, không bự nè, lăn đỏ, lăn đuôi đỏ cả nhà nè. Đã thiệt chưa ta, phải không hả? Lăn này nó giống như lăn hồi nãy Tâm rộng luôn á cả nhà, là cái con khổng lồ quá đó, nhưng mà điều nó chưa có lớn. Nó còn bé. Lữ này không có hết. Lần sau á Tâm sẽ chơi cái lữ bự hơn nữa. Nó trồng. Dính. Một chú nữa. Lăn vàng cả nhà ơi, đây. Con này lăn vàng. Đó. Phải chi mà con lăn vàng này mà nó bự bằng cái con lăn đuôi đỏ hồi nãy mới ngon á.
cá lăng vàng này thì thịt nó rất là ngon luôn cả nhà. Nó ngon hơn cá lăng đuôi đỏ nhiều luôn á. Gài nó nè, ngành ngược không là gia đình mình đó. Này tâm à, không ấy tâm đeo rồi thôi nó xỉa vô người luôn. Này lên kiếm cái gốc cây nào bỏ vô để thầy dặm ấy á. Hôm xong rồi cả nhà ơi, kiếm vàng quá chừng luôn. Nãy giờ cắn tâm, hôm nay được con cá lăng quá to luôn. Hồi ngày qua là tâm bị thất, thành ra là tối chỉ có măng ăn rồi cả nhà, không có cơm ấy, không có cá, có cơm với có măng à. Bữa nay là có cá rồi, thì hôm nay nữa là ngày thứ hai rồi cả nhà. Ngày qua cắm xong cái mưa dữ quá luôn, cái cá chốt nó phá, đâm ra cá chạch là nó dính không có bao nhiêu cả nhà. Với lại qua là tâm cắm cái giác đó cỡ 4 giờ mấy, gần 5 giờ chiều rồi, cái cá chạch nó không có ăn nữa. Rồi bữa nay sáng lay quay dính được con cá chạch với lại mấy con cá lăng, con bự đã ghê luôn. Con đó chắc tâm đem về cái mình bỏ tủ lạnh, mình để dành cả nhà, mình ăn từ từ. Thời tiết ở đây thì nắng mưa đột xuất lắm, mới nắng vậy cái hồi nữa là mưa, rồi nắng mưa là trong một ngày là phải 3-4 lần luôn cả nhà. Thì bây giờ bữa nay là có cá ăn rồi, hôm ăn chay, hôm ăn măng không à. Giờ tâm đi về cái chỗ tâm nghỉ rồi hôm, thì tâm cũng quay cho gia đình mình xem nha. Tâm nghỉ trong cái chòi này nè, bự lắm. Tao làm một cái tấm bạc tâm che cho nó bít bùng hết luôn, để tối mưa nó không có tạt các cả nhà. Này, hôm mưa dữ lắm nè cả nhà, nhìn nước mà còn đọng nè. Ôi. Đó. Tối tao nấu ăn đó, tầm ngủ ở đây. Tầm đem theo cái túi này là túi chống nước á. Để ví dụ như mình có băng qua suối, qua sông đồ á, mình bỏ dụng cụ cá nhân vô, chẳng hạn như là điện thoại và bóp giấy tờ tùy thân đồ á, mình bỏ vô cái lội qua suối luôn là nó không có ướt cả nhà, mà nó vừa là cái túi mà nó vừa là cái phao luôn đó. Ai hôm tâm nghĩ đây nè. Võng thì có nhiều anh chị em hỏi tâm ngủ trong rừng á, tâm cọp võng sao, thì tâm cọp chỉ đơn giản vậy thôi nè. Đó, võng nó lên một cái cây nhỏ rồi xong rồi mới ra cái cây lớn. Cái này kiểu như là một cái tăng á, cột giống như cột cái tấm tăng ở trên rồi để che cái võng á, thì khi mà nước mưa nó chảy theo cái cây này nó chảy xuống rồi cả nhà, nó thấm cái cọng dây này thì nó không có đi thấm lên trên đây được, nó thấm đây là nó sẽ nhiễu xuống luôn dưới đây nè, nó không có chảy vô cái võng của mình á, là tối mình ngủ là nó thoải mái lắm đó. Đây là đồ nấu ăn của Tâm, thì Tâm muốn quay sơ cho gia đình mình xem. Mắm muối ngọt đó. Hồi hôm á thì mưa quá nên rằng á Tâm không có nấu cơm củi được, thì Tâm có đem theo bếp ga đó, bếp ga mini á cả nhà, nè gắn cái bình ga vô đây cái là mình nấu thôi đó. Này là để ngừa trường hợp á là nhiều khi đi rừng á không có củi được cả nhà ơi. Nè, nhưng qua Tâm danh cái cây này nè, danh cái cây ra nhưng mà ở trong á nó ướt lắm, đầm gà nấu nó không có cháy á, đốt nó khó cháy lắm. Hôm Tâm chặt một cây nữa kìa, một cái chỗ ngủ tạm trong rừng để có che mưa che nắng ban đêm cả nhà. Thì như vậy là thật sự ra là nó ấm cúng lắm rồi. Tối thì Tâm lấy cái võng mùng này Tâm quấn lại cái là rồi xong ngủ tới sáng luôn, khỏe lắm, không có bị mưa hay là những cái lá cây rồi nó rớt á, nè rớt dưới cái này. Giờ ra mình làm cơm ăn cả nhà ơi. Giờ Tâm sẽ mang mấy con cá lăng với lại cá chạch mình ăn cơm. Đó, còn con thủy quái này Tâm rộng đó, Tâm rộng nó để đem về cả nhà. Con này về mà ăn một mình Tâm ăn không hết đâu. Để dành thịt nó Tâm nấu canh rồi cho mẹ Tâm ăn. Đó, nấu canh chua á cả nhà. Với lại cái phần con này thịt nó nhiều á, nó nhiều nè. Ồ, đã ghê không? Con này về nấu canh chua cho mẹ ăn.
Bản lưng nữa nè cả nhà, quá đã luôn. Rồi đi đi, lên đây dài. Nay mưa quá nên tầm nấu bằng bếp ga luôn cả nhà. Đây. Rồi ở phần thịt cá lăng nè. Đây là cái phần thịt cá lăng này cả nhà. Đã không? Bữa nay mưa quá ra củi nó ướt á. Tầm nấu bằng bếp ga luôn. Thank you.
cơm chín rồi cả nhà ơi. Chín rồi. Tâm mới vừa nấu cơm xong là trời mưa nữa rồi cả nhà. Đó. Tâm che cái tấm bạt này là nó không có ướt rồi. Mưa quá trời luôn rồi. Giờ mời cả nhà cùng ăn cơm với Tâm nha. Tâm bữa nay quên đem chén á. Hôm nay Tâm cắt cái chai nước suối làm cái chén cơm luôn. Mời mọi người nha. Mưa quá lớn rồi. Giờ đói bụng nữa. Mời cả nhà cùng ăn cơm với Tâm nha. Ngon rồi. Mưa cả nhà ơi. Công nhận mình đi rừng á, mình nấu cơm mình nó thiếu thốn đồ đạc đồ nhiều á, mà mình ăn vậy mà nghe ngon lắm. Mời cả nhà nha. Cái lần vàng này là thịt nó cực kỳ ngon luôn, thịt nó rất ngon. Nó ngon thiệt. Thiếu muỗng luôn, Tâm phải lấy cái cây tre á, vuốt qua Tâm vuốt mạnh nó bị lủng miếng. Cái này là cá Tâm nấu canh, nấu canh chua. Hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Chấm miếng nước mắm ớt vô. Mời cả nhà. Thật sự mình nói là rất là ngon. Đã thiệt. Này mà có rau rừng nữa mới ngon cả nhà. Mời mọi người. Bữa cơm ăn tại rừng rất là hấp dẫn. Nếu mà có dịp cái nhà cùng trải nghiệm giống như Tâm, thật sự là nó rất là ngon luôn.